hình thành con dâu nhà Jack Sully nha. Người gì đâu đã dễ thương mà còn hiểu chuyện nữa chứ. Các bạn biết tại sao Butterfield mà lại chụp cái ảnh bốn người như thế này không? Đó là báo hiệu ảnh gia đình tương lai trong phần 3 đó. Nếu muốn cái màu nền sáng hơn, các bạn có thể cho một chút xíu cream pen màu trắng vào nha. Các bạn thích tộc người biển hơn hay là tộc người rừng hơn? Cá nhân mình thì thấy làm cái tộc người biển á, nó khó hơn và làm phụ kiện cực hơn cái tộc người rừng rất là nhiều. Rồi cái màu son của em Cushion Manet này á, nó y chang như cái màu nhân vật trong phim luôn. Mình dùng để tô lên mũi luôn và thế là xong. Con gái tộc người biển Mackenzie nè. Seraya xin chào các bạn nha. Ác có con Ilu mà té lên té xuống hi hi đồ ngốc. Ongetikame, I see you.